Em cũng là thành viên luôn hả? Dạ đúng rồi. Mình cũng là thành viên. Rồi, chào em. Dạ. Em tên Như Ý. Như Ý? Dạ. Ý, hôm nay bao nhiêu mũi bánh chưng rồi? Dạ, hôm nay em sinh năm 2001, 19. Wow. Em nhỏ anh 10 tuổi lần á. Ừ, anh sinh năm bao nhiêu rồi? Chào mọi người luôn. 91. Dạ. Em có thích nghe nhạc không? Có. Em thích cái ca sĩ nào? Em cũng không thích, đa số là em cũng có thể nghe được. Em có thường chuyên nghe về cái dòng nào không? Dạ em nghe nhạc trẻ hiện nay thôi. Dạ. Em biết đèn vào không? Dạ biết. Có thích không? Cũng thích. Sân khấu chắc cũng thích đúng không? Có. Thì có một cái sự thật này thì hơi lần đầu gặp mình cũng chia sẻ nhau đi. Thì anh bị bệnh nhát gái. Anh thấy người đẹp là anh hay bị rối loạn lắm. Cho nên là nhiều khi anh nói gì mà nó hơi lạc đời thì em nhắc anh cái anh xuống lại. Quê gốc ở đây luôn hả? Anh thì sinh ra ở đây. Nhưng mà nếu mà hỏi quê gốc thì trong khai sinh là ở Huế. Ở ngoài nữa đó. Còn mấy người Huế người ta kiểu lãng mạn. Anh nói chứ rồi là đúng rồi. Còn bà anh thì gốc Bắc, bà ngoại anh thì quê miền Tây. Bà nội em là gốc Bắc luôn, còn ông nội thì miền Tây thôi. À, ôi giờ cũng trùng hợp, hay giờ mốt cái gì mà lỡ gì thì ra Bắc làm đá mà vô đây cũng được đúng không? Nắng quá. Quá nắng. Sao đen không? Đen chắc luôn á. Đúng rồi, em cũng nghĩ là em chuẩn bị hết tâm lý, chuẩn bị tinh thần là nó đi sẽ đen rồi á. Chắc luôn. Ủa có ai đem gì á? Đồ bôi kem chống nắng. Có ai đem theo? Dạ có chứ, anh không mang à? Trời ơi, anh sẽ bị cháy da. Anh mới chuẩn bị hồi sáng luôn. Cho anh dùng ké. Để coi giày bữa đen cỡ nào. Cái bình thường không đeo đâu. Đi thiệt sự luôn mọi người. Anh chỉ sợ anh chín quá thôi. Chín quá à? Kiểu giống như trứng vậy đó. Chín á, giống như trứng á. Chín á. Chín à, tại vì nắng đó đúng nắng không? Đúng rồi. À, dạ ok. Mình còn hai nam hai nữ không ta? Hai nam hai nữ, tám người. Tám người đúng không? Tám người. Đây là dưới một nửa rồi. Là sẽ có một cặp đôi bí ẩn. Dạ đúng rồi. Mọi có sợ cặp đôi bí ẩn không? Bí ẩn là gì? Tức là tụi mình là 8 người đúng không? À. Là trong trong 8 người của mình là sẽ có 2 bạn là quen nhau. Là couple của nhau. Ủa thường xấu như vậy hả? Không, cái này em biết rồi nhưng mà. Dạ đúng rồi. Anh đâu biết rồi. Đó, couple của nhau. Và mọi người đó sẽ có nhiệm vụ là giấu tụi mình, không cho tụi mình biết. Nếu, ví dụ một người thích người mà có bộ. Đó thì đó lúc là mình sẽ đau lòng. Thì kiểu bị thất tình luôn hả? Ủa. Chắc thất tình ngay trong chương trình. Sau này hại quá vậy, sau này hại quá vậy. Người chở che cho chị hả? Nè, sao có hai anh tao to bạn vợ chị không qua? Chị không quen. Chị không khó, chị không quen đi. Hả? Chị quen qua đi. Đây quen luôn. Thành viên nam đầu tiên đã lộ diện. Và chàng trai thứ hai cũng đã xuất hiện. Chào anh. Anh tham gia chương trình vâng em lớp học phải không ạ? Vâng. À. Anh tên Austin. Austin Ngô, năm nay 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh du thuyền. Bạn gái thì thường mình thích là kiểu khá tính, cũng chút đẹp cũng được. Và sao nữa? Đừng có bánh bèo quá. Thôi được rồi. Thì thường mình không thích phụ nữ mà quá dư dẫm, mình thích giống như phụ nữ mà kiểu tự lập á, tự lập và biết tự lo cho bản thân mình. Mình rất là thích kinh doanh và mình rất là thích thể thao và cái gì mà có gì? Năng lượng hả? Kiểu năng lượng nhiều thì hoạt động nhiều thì mình rất là thích. Thì mình nghĩ là mình có nhiều thứ trong cuộc sống mình vẫn còn học hỏi. Thì mình nghĩ đó của mình hơi con nít, vẫn con nít một chút. Thì mình nghĩ mình cần trải nghiệm nhiều thứ để lớn hơn à. Anh người người Việt. Người Việt. Người Việt. Cùng Lai. Lai Lai gì? Lai Mã Lai. À dạ. Vâng ạ. Em tên gì? Em tên Nhân. Nhân hả? Dạ.
Trí Ngân, 23 tuổi, hiện là một người mẫu ảnh, diễn viên. Mình đến với chương trình này, mục đích của mình là muốn có cô bạn gái cùng quan tâm, chia sẻ, dạo chơi cuối tuần, như là về sau này. Mẫu người con gái của mình thích là cao ngang đây, tầm 1m55 là vừa. Tóc ngắn, có da thịt một tí, không cần đẹp lắm đâu, chỉ cần hiểu mình là được. Xe Hùng lại lên đường chào đón các thành viên tiếp theo. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House. Chúc bạn sẽ có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Huy Diệu, 22 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện. Và đến với mùa 12 của chương trình Love House thì mình mong muốn rằng là sẽ tìm được một nửa yêu thương. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình là mình muốn tìm kiếm một người dễ thương, vui tính giống mình vậy. Nói chung là em không thích những người quá gia trưởng, nói nhiều làm ít. Chàng trai đi mô tô này là ai? Có phải thành viên tiếp theo của mùa 12? Cuối cùng đã tới. Trong đây có gì đây? Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House, ngôi nhà chung. Chúc bạn có chuyến đi trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa kia yêu thương của mình. Hoàng Minh, 25 tuổi, hiện đang kinh doanh mô tô. Mẫu bạn gái của mình là cao, dễ thương, đặc biệt là biết chăm lo cho gia đình. Đối với mình thì tuổi tác không quan trọng, hơn mình một vài tuổi vẫn không sao. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm đón bạn nữ tại địa chỉ. Rồi, có địa chỉ rồi. Bây giờ mình sẽ đi đón bạn nữ đây. Nhanh không thôi để bạn nữ đợi. Con trai mà để cho con gái đợi là không có tốt. Trong lúc này, Huy Diệu vẫn đang đứng chờ. Hello em. Em tham gia chương trình đúng không? Dạ đúng rồi. Tại nãy ở đây anh thấy có mình em đứng là nên tấp vô. Dạ. Em đợi cũng hơi lâu á. Hơi lâu hả? Kẹt xe quá. Xin lỗi. Đây, nón dành cho bạn nữ, nón này chưa có ai đội đâu nha. Nón anh chỉ để chân ở trong phòng á, nón chân thì mà hơi cũ rồi đó. Chân á nó bụi thôi chứ chưa có ai đội. Cam kết luôn thấy không? Vẫn còn mùi mới. Em tên gì á? Dạ em tên Diệu. Diệu. Dạ anh tên gì anh? Anh tên Minh. Cái này là chút nữa có xe chở này. Xíu có xe chở hả? Ừ. Thôi em cầm cái này không thôi. Ừ. Dạ. Dạ rồi. Em lên đó nha. Khi tiếp xúc với anh Minh thì mình cảm thấy nó cũng thấy được anh Minh là một người vui vẻ, tính tình dễ thương, hoạt bát và cũng chưa dám nhận xét nhiều bởi vì Diệu với lại anh Minh thì chưa có tiếp xúc nhiều thì cũng đợi chờ sau chặng đường tiếp theo nó sẽ như thế nào. Cho bộ lại cầm anh sữa đá, pha ngọt anh tí. Chàng trai thứ tư đã nhận được thư mời của chương trình. Chúc mừng bạn trở thành thành viên của chương trình Love House, ngôi nhà chung. Wow, thật sự thì mình rất là ngạc nhiên khi được trở thành một trong những thành viên của chương trình Love House, nhà chung. Thì mình được hẹn đến quán cà phê này và bây giờ thì được nhận cái lá thư mời này. Nhưng mà mình không biết là mình đợi ai và đợi trong bao lâu hay là như thế nào. Nhưng mà thật không sao, cứ đợi thôi. Just do it.
Trần Trung Thành, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng và giáo viên. Mình tên là Trần Trung Thành, sinh năm 1991, là năm nay cũng 29 rồi. Tại vì sang năm nghe nói 30 tuổi mà chưa có vợ thì sẽ bị phạt, cho nên thôi, cũng ráng vậy. Còn về cái mẫu người yêu lý tưởng á, thì nó trắng ra thì mình thích những người nó hơi nhỏ con một tí. Ý có nghĩa là nhỏ con hơn mình, tại mình cao to quá, mình thích những thứ nhỏ bé để mà dễ chăm sóc nè, dễ bế bồng, dễ bảo vệ nọ, bảo vệ cái thứ. Rồi về tính cách thì trẻ con cũng được, người lớn cũng được, nghĩ sao thương mình được. That's all. Có hai cô gái đang tiến về phía Austin và Nhân. Liệu hai cô nàng có phải là thành viên tiếp theo? Hi mọi người. Hello. Hello. Chó theo luôn. Con mèo anh. Con mèo hả? Dạ. Rất con. Em là Tường Vi ạ. Tường Vi hả? Dạ. Em tên là Austin. Dạ, em chào anh. Tường Vi, 20 tuổi, hiện đang làm diễn viên tự do. Nói về mối tình thì mình đã quen với khá là nhiều người, nhưng mà để nói về mối tình sâu đậm thì mình đã trải qua hai mối tình sâu đậm. Lý do chia tay thì cái mối tình đầu tiên ấy là tại vì mình nhận ra là trong cái mối quan hệ của tụi mình có quá nhiều mâu thuẫn. Tụi mình cãi nhau nhiều hơn là những cái lúc vui vẻ ấy, nên là mình quyết định là dừng lại. Còn về cái mối tình thứ hai thì mình nghĩ là do tại vì tụi mình yêu xa, nên là cái khoảng cách ấy, cái người đàn ông nó bị áp lực về cái khoảng cách, tại vì không thể chăm lo cho mình cũng như là lo lắng cho mình, nên là dần dần tụi mình xa nhau hơn và tụi mình dừng lại. Lý do mình tham gia chương trình là để, mình muốn cho mình thêm cơ hội để mà gặp gỡ thêm những cái người mới, cái bạn mới. Có thể là may mắn tìm được một nửa của mình trong chương trình này thì sao? Về phía mẫu bạn trai của mình thì về ngoại hình ấy, mình thì mình thích một cái người bạn trai chỉnh chu một chút xíu, đừng có quá xòe xòa, cao hơn mình một chút xíu thì cũng ok. Còn về tính cách ấy, thì mình thích một cái người đàn ông đầu tiên là phải yêu thương mình và biết cách là quan tâm lo lắng cho người phụ nữ bên cạnh của mình. Đồng nghĩa với đó là phải chung thủy nữa. Và có một điều nữa là người đàn ông nó phải biết làm ăn, phải biết hướng tới công việc và hướng tới gia đình của mình, không có được kiểu như là quá ăn chơi hay các gì đó thì mình không có thích. Em tên gì? Em tên Lily. Lily hả? Austin. Lily, 21 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Xin chào tất cả mọi người, tên của mình là Nguyễn Thị Thu Trang, nghệ danh của mình là Lily. Năm nay Lily được 20 tuổi, quê ở Bình Phước, hiện tại đang sinh sống ở Sài Gòn. Nghề nghiệp của Lily là diễn viên và mẫu ảnh. Mục đích của Lily tham gia chương trình này là tìm kiếm một nửa của mình. Nếu như có duyên thì mình tìm được nhau, còn không thì làm bạn cũng được. Lily đã trải qua được 4 mối tình rồi, và mối tình gần đây nhất là cách đây 2 tháng, hai đứa mình đã kết thúc. Và lý do chia tay là vì có những cái bất đồng quan điểm và không thể đi tiếp được. Lily nghĩ ưu điểm của Lily là hòa đồng vui vẻ, còn nhược điểm là chắc là cọc tính với lại hơi khó tính. Mẫu người bạn trai lý tưởng của Lily là một người đàn ông trưởng thành, vui tính, biết chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu. Không thích một người đàn ông gia trưởng và ghen. Và thành viên nữ cuối cùng cũng đã tới điểm hẹn. Như Ý, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên. Hai mọi người, mình là Như Ý. Hiện tại mình năm nay là sinh năm 2001. Mình quê quán tại Đồng Tháp và mình đang hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Các mối tình cũng khá nhiều, nhưng mà đối với mình, mối tình mình cảm thấy sâu sắc nhất là một mối tình khi mà mình lên Sài Gòn học. Lý do mà mình chia tay là dù là hai đứa mình còn rất là tình cảm với nhau, nhưng mà vì bạn ấy chọn sự nghiệp để phát triển, cho nên là hai đứa mình đã quyết định chia tay. Phần mẫu người bạn trai lý tưởng của mình á, về phần ngoại hình thì mình rất là dễ, cho nên mình cảm thấy là chỉ cần sạch sẽ, nhìn trông gọn gàng một chút là được, cao hơn mình một xíu thôi. Về phần tính cách thì mình thích một người biết quan tâm, trưởng thành. Ưu điểm của mình là biết lắng nghe người khác, thích chăm sóc mọi người. Mình mong là sẽ may mắn tìm được một bạn trai mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Người có lá thư. Em cũng là thành viên luôn hả? Dạ đúng ạ. Mình cũng là thành viên. Rồi, chào em. Dạ. Em tên Như Ý. Như Ý? Dạ. Ấy năm nay bao nhiêu mũi bánh chưng rồi? Hôm nay em sinh năm 2001, 19. Thầy nhỏ anh 10 tuổi lần á.
Ừ, anh xin lâu bao nhiêu rồi? Chào mọi người luôn. 91. Dạ. Em có thích nghe nhạc không? Có. Em thích cái ca sĩ nào? Em cũng không thích, đa số là em cũng có thể nghe được. Em có thường chuyên nghe về cái dòng nào không? Dạ, em nghe nhạc trẻ hiện nay thôi. Dạ. Em biết Đèn Vào không? Dạ biết. Có thích không? Cũng thích. Sân khấu chắc cũng thích đúng không? Có. Thì có một cái sự thật này thì hơi lần đầu gặp mình cũng chia sẻ nhau đi. Thì anh bị bệnh nhát gái. Anh thấy người đẹp là anh hay bị rối loạn lắm. Cho nên là nhiều khi anh nói gì mà nó hơi lạc đời thì em nhắc anh cái anh xuống lại. Quê gốc ở đây luôn hả? Anh thì sinh ra ở đây. Nhưng mà nếu mà hỏi quê gốc thì trong khai sinh là ở Huế. Ở ngoài nữa đó. Còn mấy người Huế người ta kiểu lãng mạn. Anh nói chứ rồi là đúng rồi. Còn bà anh thì gốc Bắc, bà ngoại anh thì quê miền Tây. Bà nội em là gốc Bắc luôn, còn ông nội thì miền Tây thôi. À, ôi giờ cũng trùng hợp ha, vậy mốt cái gì mà lỡ cái gì thì ra Bắc làm đá mà vô đây cũng được đúng không? Nắng quá. Quá nắng. Sao đen không? Đen chắc luôn á. Đúng rồi, em cũng nghĩ là em chuẩn bị hết tâm lý, chuẩn bị tinh thần là nó đi sẽ đen rồi á. Chắc luôn. Ủa có ai đem gì á? Đồ bôi kem chống nắng. Có ai đem theo? Dạ có chứ, anh không mang à? Không. Rồi. Anh sẽ bị cháy da. Anh mới chuẩn bị hồi sáng luôn. Cho anh dùng ké. Để coi vài bữa đen cỡ nào. Cái bình thường không đeo đâu. Đi thiệt sự luôn mọi người. Anh chỉ sợ anh chín quá thôi. Chín quá à? Kiểu giống như trứng vậy đó. Chín á, giống như trứng á. Chín á. Chín à, tại vì nắng đó đúng nắng không? Nắng đúng rồi. À, vậy ok. Mình còn hai nam hai nữ không ta? Hai nam hai nữ, 8 người. 8 người đúng không? 8 người. Đây là giữa một nửa rồi. Là sẽ có một cặp đôi bí ẩn. Dạ đúng rồi. Mọi có sợ cặp đôi bí ẩn không? Bí ẩn là gì? Tức là tụi mình là 8 người đúng không? À. Là trong trong 8 người của mình là sẽ có hai bạn là quen nhau. Ủa? Là couple của nhau. Ủa thường xuyên như vậy hả? Không, cái này em biết rồi nhưng mà dạ đúng rồi. Anh đâu biết rồi. Đó, couple của nhau. Và mọi người đó sẽ có nhiệm vụ là giấu tụi mình, không cho tụi mình biết. Ví dụ một người thích người mà có bồ. Đó thì đó lúc là mình sẽ đau lòng. Thì kiểu bị thất tình luôn hả? Ủa. Chắc thất tình ngay trong chương trình. Sau này hài quá vậy, sau này hài quá vậy. Người chở che cho chị hả? Nè, sao có hai anh tao to bạn vợ chị không qua? Chị không quen. Chị không khó, chị quen đi. Chị quen qua đây quen luôn. Quen đi chị. À, nắng quá. Chứ sao gì cũng quen mà. Đúng rồi, trước là sao quen, ngoại ba quen. Anh hồi đó lúc đầu mua xe để đi xa. Cái mua xong cái cắm đầu đi làm. Rồi lâu lâu ví dụ lương dư ra một chút. Cái lúc mà có bồ á thì lo cho bồ. Cái lúc mà không có bồ lo cho xe, lo cho đỡ rồi xong thì bồ đi, mà xe thì còn nhưng mà không được đi, buồn. Mọi người tới rồi kìa đúng không? Ngọt quá. Hello mọi người. Hello. Hello. Mọi người đợi có lâu không? Dạ lâu nha, lâu nhiều luôn. 2 tiếng hả? 2 tiếng. 2 tiếng hả? Mình chờ đây là tiếng rưỡi rồi. Anh đến đây từ lúc 7 giờ. Đây qua đây anh tháo nón nha. Bây giờ là... Hello chị. Hello chị. Hello mọi người. Chị giống như Lan Ngọc quá à. Thôi không phải, không giống. Thiệt luôn á. Rồi mở ra nè, không phải. Mở ra không phải. Mở ra không phải. Ủa nhưng mà vẫn giống nha. Từ từ mình giới thiệu tên trước đi. Dạ. Anh tên là Minh. Nên là Austin. Tên nước ngoài. Tên nước ngoài. Người nước ngoài đúng không? Người nước ngoài. Người nước nào? Ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Mình ở Mỹ, Mỹ Tho. Chứ Mỹ Tho. Quang Miến. Mới giờ là Quang Miến. Chí Nhân. Chí Nhân. Ở đâu? Ở nước ngoài luôn hả? Không. Chí Nhân người Việt. Còn lại. Em tên Tường Vi ở chỗ đó đó. Anh biết chỗ đó không? Tường Vi. Dạ. Em Lily nha. Lily. Chị em tên là Thùy Diệu. Chị tên là Thùy Diệu. Chị tên Diệu. Dạ. Chưa biết lớn hay nhỏ mà sao xưng hô chị vậy? Sao lúc nãy sao bạn chị? Này gọi chị vậy đó. Dạ. À, như mình cũng có tờ giấy nè. Em cũng nhỏ xíu à. Chị sao như nhỏ nhỏ em nghe không ai nghe hết. Sinh năm 98 à. Chị lớn hơn hai đứa em luôn á. Thì hai bạn sinh năm nhiêu? Hai em sinh năm 99, 98. Tuổi trẻ mà. Mùa này như anh lớn nhất luôn á. Ừ. Anh bao nhiêu anh?
95. 95 đây, 92. 92 nè. Dạ, chào anh. Ôi, hello mọi tưởng người. Có 6 người chứ. 8 người hả? 8 người chứ. 8 người. Hello mọi người. Mọi người hello. Xe ôm. Vậy từ nay em gọi anh là xe ôm luôn hả? Ok được. Dạ. Tên của anh là gì? Mình tên Thành. Thành xe ôm. Thành xe ôm. Em tên Như Ý. Như Ý hả? Em 19 tuổi. Ủa sao nãy gọi tên Vi ta? 19 tuổi là... Ôi, em là có người nhỏ hơn em thôi. Chín mấy rồi, nói chín mấy. 97. 92. 95. Ủa vậy em được dài nhất rồi. À, không, 92, qua đây đứng đi. 92 qua đây đứng đi rồi mình qua đứng kế bên luôn. Vậy đừng nói anh 99 nha. Vô. Chín mấy? Wow, chào mọi người, mình là dài nhất ở đây ha. Dạ. Chào chú. Chú chào con. Dạ con chào chú ạ. À, chú vô đây kiếm gì đúng không? Chú không biết. Ở đây mình có 8 người đúng không mọi người? Kể đủ rồi. Em giới thiệu thành viên thứ 9 nha mọi người nè. Đây là thành viên thứ 9 nha. Rồi, đây là bé Jin. Con em nha mọi người. Mắt đẹp lắm á. Chết tôi rồi. Mèo. Anh thích mèo không? Ở đây có mọi người có ai bị dị ứng lông mèo không ạ? Mèo. Mèo lắm. Trộm vía. Nhiều khi nhờ có con mèo mà em tìm được nửa kia của mình. Em dắt nó đi theo để nó kiếm ba cho nó đó anh. Cái chiều này hay. Em tính thế rồi. Tất cả nằm trong đầu của em. Tránh sao không ra nha. Tối ngủ đèn mèo. Là em thích cho mèo đi du lịch Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngôi Nhà Chung mùa thứ 12. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đường lên xe hồng của chương trình. Yeah. Và nếu như các bạn nào có những cái phương tiện khác á, thì mình một á, là các bạn có thể tự túc đi bằng phương tiện của mình. Hai là các bạn có thể di chuyển cái phương tiện đó về lại cái nơi của mình. Rồi sẽ lên xe hồng hết ha. Rồi các bạn bàn tính với nhau đi. Đang có hai cái phương tiện cá nhân nè. Thì sẽ như thế nào? Bạn nào sẽ đi xe của mình, bạn nào sẽ gửi xe ở lại. Thôi mình go thôi mọi người ơi, khá đi là chung đáng xe nha. Đúng rồi, chung xe đi. Vậy gửi xe. Anh có dự tính riêng. Rồi. Bây giờ mọi người cứ đừng đi xe máy, dạ. Em xỉu. Em xe máy dạ, em chết dạ. Từ chỗ. Xe anh đi cẩn thận. Đi bảo trọng nha. Gặp mọi người. Ừ. Sẽ còn sớm gặp nhau thôi. Cảm ơn anh. Ok em. Cái bao ăn cái bú, cái kéo rồi. Ok bye mấy chị em. Are you doing now anh? Đấy không anh? Dạ. Cho em lấy cái vali gửi chiếc xe nha. Rồi. Lấy vali bên kia. Hai cái vali. Một cái của em. Đây. Đây. Đồ mô tô gửi lại luôn nè. Rồi. Rồi, hai cái ba lô nữa. Rồi. Ở nhà mạnh giỏi nha. Đi mạnh khỏe. Ở nhà nhớ làm ăn tốt nha. Em về em thấy nhiều xe là được. Đây anh. Rồi, cảm ơn. Bye bye nha. Bye bye. Xe hồng đã lăn bánh. Hành trình lần này, các bạn sẽ có những trải nghiệm tại thành phố Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Trên chuyến xe, các thành viên bàn luận rất rôm rã về cặp đôi bí ẩn. Bây giờ mọi người ơi, để em giới thiệu trước nha. Em là Lily, năm 99, ở Bình Phước. Em vừa uống thuốc say xe, có gì tí em ngủ mọi người thông cảm nha. Không, không thông cảm luôn. Không thông cảm nha. Em nói trước là em không thông cảm luôn. Nếu mà cho Nhân một cuộc hẹn, người bây giờ Nhân muốn gặp nhất là Lily. Tại vì Lily thì Nhân cũng tò mò, cũng không biết nhiều về Lily, giống như mình cũng muốn hiểu hơn về Lily. Còn mấy bạn khác thì hơi hòa đồng nên Nhân cũng có phần nào nắm rõ được. Tường Tiếp. Dạ tới em nè. Em quên. Em tên là Tường Vi nha mọi người. Nhưng mà Tường Vi của em là Tường Vi y ngắn á mọi người. Dạ. Mọi người, em là Như Ý. Em sinh năm 2001, em ở Tân Bình. Quê em ở Đồng Tháp. Hello mọi người, mình tên là Thùy Diệu. Mình sinh năm 98, vừa mới ra trường. Hello mọi người, mình tên là Austin. Mình năm nay là 28 tuổi. Quê của mình là bên Mỹ. Anh sinh ra ở Mỹ. Đúng rồi, anh về Việt Nam được 1 năm. Anh về Việt Nam được 1 năm, còn gì nữa không? Rành quá vậy em. Nãy giới thiệu quá vậy. Nãy giới thiệu. Mình nãy giới thiệu gặp nãy đứng đợi mọi người đó. Đừng hòm rồi. Biết. Ủa là anh biết tiếng gì từ nhỏ luôn hả? Hay là không anh? Anh học được 1 năm rưỡi hay 2 năm. Ủa sao rành vậy? Rành ha. Giỏi, học vậy, dễ nói giỏi mà. Giỏi chứ bộ.
anh nói rõ lắm luôn á. Không lỡ luôn. Lúc trẻ thì anh có nghe bà nội nói thôi. À. Kiểu anh nghe mà nói không được á. Thì sau đó 2 năm trước anh về đây thì mình giao tiếp nhiều á. Từ từ. Đúng rồi, nghe bình thường, với lại quăng miếng cũng đỉnh lắm nha mọi người. Quăng miếng ăn kìa. Thấy quăng miếng này kìa. Mình tên là Trí Nhân. Hiện tại mình đang là... Lại gì? Ủa? Lại gì? Alo? Mẫu ảnh và diễn viên tự do. Hiện tại mình đang là người bí mật gì đó. Đúng rồi. Mình còn đối dẫn. Cứ cho là vậy đi. Dạ. Thế anh Minh kìa. Hello mọi người. Thì mình là Hoàng Minh. Hiện tại sinh năm 1995. Đang làm công việc là kinh doanh với lại là YouTuber. Lâu lâu có vài người mời mình đi quay á, như mấy đợt anh Lâm Trấn Khang á, ảnh qua anh mượn xe quay phim á. Ảnh có thuê anh về quay vai đại ca giang hồ luôn. Đó lâu lâu có mấy vai vậy vui. Mà mày là đại ca hả? Biết đâu được sau này mình làm diễn viên luôn sao? Nổi tiếng. Nổi tiếng lắm. Biết sao rồi, đã quen sao? Quen lên nhiều show lắm rồi, em thấy anh trên TV nhiều lắm. Nhưng mà nãy giờ mọi người giới thiệu anh có nghe không? Có. Chắc là em thấy anh bấm điện thoại. Có. Bây giờ anh nói lại một lần em coi thử coi. Đâu? Bạn này tên gì? Anh này tên, bạn này tên gì? Nói, chết liền, chết, thấy chưa? Bạn này tên gì? Sai. Thấy chưa? Sai. Đối với ông em biết không? À không, một nút đi, diễn. Đang diễn. No. Cái con này là diễn viên sao? Ông này là tao đi tèo đúng không? Tao đi tèo. Rồi kế bên anh tên gì? Dễ nè. Tèo em. Tèo em. Trời ơi. Em tên gì? Đào Lan Thủy. Em lặng từ đây nha. Đau lòng quá. Đừng nói chuyện với nhau. Nãy có một cái anh ở đâu ekip đó, ảnh bị lộ ra. Thì anh nghĩ không phải người này, tại vì anh thấy có một cái bị lộ ở bên ekip. Là không phải này là cặp đôi bí ẩn. Em hả? Ừ, có một cái lộ. Thôi, hai anh chị là tôi rồi, tôi không bao che. Anh nói thiệt. Anh là thẳng tính rồi, nói thiệt. Mình chơi thì mình phải thiệt thà, thật thà đúng không? Mọi người mới thích đúng không? Sau này mọi người biết ra, thằng đấy thật thà đó. Cuối chương trình đi nha, cuối chương trình lòi ra cặp đôi bí ẩn đi. Thôi nhưng mà em nghĩ mình vô mình chơi mình thoải mái nhau thôi, cặp đôi bí ẩn kệ đi. Ừ. Hồi nãy giờ nhắc hoài. Mình mà làm cho cặp đôi bí ẩn chia tay mới là hay. Mà làm cho cặp đôi bí ẩn chia tay mới là hay. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao anh cứ thật thà nhưng mà anh hơi án nha. Mình thiệt thà ai biểu người ta không thiệt thà. Ví dụ người ta thiệt thà với mình đúng không? Thì mình sẽ chúc phúc và mình sẽ làm những cái cho hai người đó hạnh phúc hơn. Dạ. Còn xạo hả? Chia tay. Nhưng mà đúng rồi. Rồi sao? Không thôi. Không phải em thiệt mà. Em thiệt luôn, em nghiêm túc luôn nè, mà em nghiêm túc nè, không phải em. Sau khi mà chở bạn nữ tới thì mình đã gặp ba bạn nữ còn lại. Thì cái điều ấn tượng đầu tiên của mình đó là các bạn nữ có cầm theo con mèo. Cái điều bạn đó cầm con mèo là đã làm mình ấn tượng rồi. Thì sau khi lên xe thì bạn nó rất là vui vẻ, rất là tạo một cái không khí cho mọi người quên đi cái sự mà mình mới biết nhau á. Khi mà lên xe là y như là tụi mình đã chơi với nhau rồi vậy á. Mọi người tin em nha. Tới đó mà đúng là gặp đôi bí ẩn á, mình kêu người hack Facebook in brand luôn. Thôi đừng hack Facebook em chứ mọi người. Rồi. Không, không phải gặp đôi bí ẩn. Thiệt. Bà này là bị lộ rồi, tôi biết rồi. Chắc không, hay là anh đang mối che. Bị lộ. Nhưng mà anh này anh là lộ đôi bí ẩn này. Nhưng mà anh không phải, biết sao không? Tại hồi sáng á, người ta nói là em anh biết em là độc thân nên em có của con bé là dễ thương lắm, hợp với em. Có gì qua chở con bé đó. Nó sống lỗ liên bé này chứ. Vậy thôi. Anh trời bí ẩn. Ăn cái gì vậy thương? Anh trai này nét hơi. Trai thích em rồi đó. Anh là cặp đôi bí ẩn với em á. Không có. Đúng không? Không Điều. Phải. Anh với em. Hồi tối em nói anh sao, tối em nói với anh đó là anh ơi lên đó mình diễn cho nó sâu sâu. Anh phải về anh coi phim, anh học diễn. Nhưng mà bây giờ đừng nói nữa, để lãnh quá. Mình phải thiệt thà, hiểu không? Để lãnh du lịch. Chơi phải thiệt thà, hiểu không? Nhưng mà bây giờ lãnh du lịch, anh đi đâu, vô đây vì cái chỗ du lịch. Anh đâu muốn chia tay với em đâu. Nhưng mà vì cái du lịch. Thôi để em sẽ giúp đỡ. Nói giỡn chứ, bạn gái anh ngồi đây nè. Em. Đang ngủ rồi. Bạn gái anh ngủ rồi. Mày nói ngủ mày chắc luôn. Theo Minh suy luận nó chắc luôn hai ngày này. Thấy hai ngày này ha. Còn con bé này á, lần đầu đi con bé này á, lần đầu đi quay show rung quá sợ. Anh này cặp đôi bí ẩn này. Yeah. Anh bình thường mình chơi game là mình sẽ biết là có cặp đôi bí ẩn đúng không?
Hồi nãy anh không biết có cặp đôi bí ẩn luôn. Anh giả bộ. Anh giả bộ. Chắc chắn giả bộ. Ủa thường xuyên vậy hả? Không, cái này em biết rồi nhưng mà. Dạ đúng rồi. Anh đâu biết rồi. Đó. Ví dụ một người thích người mà có bộ. Đó thì đó lúc là mình sẽ đau lòng. Thì kiểu bị thất tình luôn hả? Ủa. Chắc thất tình ngay trong chương trình. Sau này hài quá vậy. Sau này hài quá vậy. Anh diễn ở bên Mỹ nó diễn xuất hay lắm. Phim coi phim Mỹ không diễn. Dạ đúng rồi. Không nhiều khi ổng là người Việt, ổng khai ổng người Mỹ luôn trời. Cái số của mình á mình phải khác người khác. Khác hả? Cặp đôi bí ẩn mình công khai luôn. Công khai luôn. Bây okay giờ luôn. Bây giờ là tới cuối chương trình người ta mới ghép đôi đúng không? Bây giờ mình ghép đôi trước luôn. Ok rồi, luôn. Quay hết luôn. Coi như là mình đi du lịch với nhau. Đà Lạt đi rồi đó. Rồi tới cuối chương trình là chương trình rồi, bao tụi mình đi hết tiếp chuyến nữa luôn. Rồi về nhà tụi mình chia tay cũng còn kịp mà, đúng không? Đúng thì bây giờ quay nhau hết đi ghép đi rồi. Chia đôi, chia đi. Chia đôi theo một bao. Em với lại ông kia. Rồi, chị đi đi. Đi đi. Ủa em quên canh đó luôn á. Ừ, em lại anh đó rồi ở đây mọi người tự chia. Sao vậy? Sao mọi người bỏ bê em quá vậy? Em muốn ở đây với mọi người. Ờ, hồi nãy em muốn đi chung anh đó luôn á. Sao anh không đi chung? Nãy còn rồi. Phải lên xe nãy ra tỉnh. Ờ xuyên nhá, từ đây lên Đà Lạt mình đi xe máy. Không. Không. Khi các thành viên gặp nhau đã có những tín hiệu cảm xúc khá đặc biệt. À khi mà vào chương trình nó gặp tất cả bạn nam thì nếu mà nói đến đúng luôn gu thì cũng chưa hẳn là đúng lắm, nhưng mà hiện tại thì mình cũng có một chút ấn tượng với lại Austin và anh Thành. Tại vì hai người đó mình kiểu cảm thấy chững chạc với lại có những cái suy nghĩ tích cực ấy, nên là mình có ấn tượng với hai người đó. Austin thì không có nhiều cảm xúc cho ai hết, mà người mà Austin thấy là interesting nhất á, kiểu thấy vui vẻ nhất là chắc bé Vi. Diệu và Minh đang là hai gương mặt làm mọi người nghi ngờ nhiều nhất. Tường Vi và Austin thể hiện sự hiểu nhau cũng trở thành một ẩn số. Nhưng Minh và Vi tung hứng chọc ghẹo nhau cũng rất ăn ý. Câu chuyện tình cảm của các thành viên sẽ diễn biến thế nào? Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo vào 22:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.